xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga vẫn luôn sẵn sàng làm việc với Mỹ, dù hai bên vẫn còn một số bất đồng. Trong phần phỏng vấn với kênh truyền hình Russia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn sẵn sàng làm việc với Mỹ dù có những bất đồng. Nga vẫn sẽ sẵn sàng làm việc với bất kỳ vị tổng thống nào của Mỹ. Nga không làm việc với chỉ riêng tổng thống mà còn làm việc với nước Mỹ, một quốc gia rộng lớn và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Mặc dù giữa chúng tôi có một vài bất đồng về vấn đề an ninh, nhưng Mỹ và Nga vẫn có thể cùng hợp tác trong cuộc chiến chống đói nghèo hay chống các tổ chức tội phạm quốc tế. Mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và các nước phương Tây đã trở nên xấu đi vì vấn đề khủng hoảng Ukraine. Nga đã nhiều lần chỉ trích phương Tây vì đã đưa ra cáo buộc nước này hỗ trợ cho lực lượng đối lập ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đã có chừng mực hơn trong thời gian gần đây.